người ta. Bà con ơi, trả mạng người ta. Trời ơi, chúng ta chết rồi, bà con ơi. Chết, chết. Trả mạng người ta. Người trả mạng người ta. Cô đồng lên bà con, cô đồng lên. Chị được của chị Hà. Biết rồi. Chị Hà đã nhập mọi người, chị Hà đã nhập rồi. Chị Hà nhập không? Chị Hà lên rồi mọi người. Chết rồi bà con. Biết. Ủa, tôi là này. Ai giết chị? Ai đã đây? Ai với chị? Bao nhiêu siêu thoát? Chỉ có chị Hà. Cầm không? Người! Ai? Chính là người. Ngày hôm đó, chính người đạp ta. Người đã đạp ta. Ta biết. Chị Hà nhập kia chị. Lạnh lắm. Lạnh lắm. Lạnh. Rất là lạnh. Chết rồi bà con. Lạnh lắm. Cứu ta. Cứu ta. Cứu ta. Chị Hà nằm ở dưới đó lạnh lắm rồi chị. Tính. Khúc này căng thẳng cả hơn. Có hai bạn. Mà chị này á đang yên đang lành. Đang yên đang lành nha. Xong rồi tự dưng cái không hiểu sao chị đến đây cũng kiến kiểu gì á. Xong rồi chị hình như là có chị Hà nhập vào á bà con. Để em hỏi coi. Ủa chị ơi. Ủa có sao không chị ơi? Bà chưa thoát ra nữa bà con. Chưa thoát ra nữa. Đi bố nhanh nhiều quá. Sao ở đây nha? Lại có cái này nè bà con. Cái gì đó? Sao cái mộ này nè. Xuống suối. Là tụi em bên phía bên kia một số anh em á. Hỏi chị thôi. Chị Hà có cần giúp gì không? Hỏi từ từ. Hỏi có thoát ra chưa? Hãy giúp ta. Mang áo, mang chăn giúp ta. Cảm áo hả? Đó ta lạnh lắm. Ướt hết rồi. Ê từ từ, ông cầm máy cho tôi lấy cái áo cho chị. Có một số anh em dưới hàng xóm bà con gì đó. Đó, có nhờ cô đồng này, cô đồng kịp. Không biết cầu khẩn làm sao mà chị lại bị cứ như vậy, không biết sao đâu. Hoa. Sao lại cũng hoa? Ta còn sống mà. Ủa chị Hà ơi, để ơi sắc chị Hà nằm dưới đó bao nhiêu ngày rồi? Hơn 10 ngày rồi. Đúng rồi, phải đúng là chị Hà rồi. Đúng là chị Hà rồi. Chị ngày nay ta ở dưới rất là. Ai hại chị? Không biết. Có một người. À, một người hay hai người chị? Một người. Một người hả? Như là đàn ông. Đàn ông. Đúng rồi. Đàn ông hả? Hôm đó là ta đứng ở bờ sông. Ở Sa Lan hả chị? Ở Sa Lan đúng không chị? Đấy nhau trên cầu, trên cầu. Ta không nhớ. Nhưng mà đưa nước cho chị đi uống đi. Nè. Có chị lặn. Đưa cho chị áo cho chị đi. Chết rồi. Chị là chắc là đang bị nước không ơi. Cho đi. Nước. Ôi giời ơi, chị chết đuối mà. Chị uống nước. Ta sợ nước. Chị sợ nước. Giờ sao ta? Hỏi chị. Bây giờ có cách nào không bà con ơi? Nhưng mà chị biết ai là có người đạp chị đúng không? Nhưng mà có cách nào không bây giờ? Một người đàn ông. Một người đàn ông. Đúng chết rồi. Người nào chị biết không? Không nhớ. Chị là chị chết chết oan. Ta chỉ nhớ là lúc đó có một người. Mình đang tính đang nói chuyện gì á. Mà hình như là em có nghe là chị có cãi lộn trước khi mà xảy ra sự việc đúng không? Có cãi lộn không chị? Mình chỉ nghe họ chửi mình gì đó. Họ chết nói rồi, là rồi. Tiền. À, tiền đâu? Tiền là khả năng. Tiền là đâu? Tiền là vậy là ông này ông đi đá gà. Đập tiền ở đâu? Ông đi đá gà xong rồi ông về ông lấy tiền của chị. Nhớ cái vụ 1 triệu đó. Chết thôi bình tĩnh. Ôi chết rồi. À giờ vậy là khả năng cao là 1 triệu đó là ông nhớ không? Là thì đi lúc mà nói là về xin chị Hà 800 gì đó. Cảm ơn thôi. Đúng không? Bây giờ chị này chị không hiểu sao chị bà thoát ra chưa? Chị Hà chưa thoát ra nữa kìa. Chưa ra nữa nè bà con. Xong rồi cái tay tối thì tình lên đây. Đây nè. Xong rồi chị đó bắt đầu. Ai cúng ra đây? Trời ơi. Ai cúng? Ta chưa chết mà. Ta chỉ ở dưới thôi chưa chết. Ta chưa chết mà.
Trời ơi, bình tĩnh chị ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Con ơi, là triệu chứng gì đây bà con? Nó chưa chết mà. Cái này là triệu chứng gì đây mọi người? Trước giờ em sợ Nhập bóng Này. Này. Chị. Ui. Chị ra bờ sông chị ơi. Ai bên đó chị? Có phải là không đi bên đấy theo chị con chị bên bên đó, con thằng đó. Tại sao? Bình tĩnh chị. Đừng. Ai chị? Trả mạng người ta. Trả mạng rồi. Cảm ơn. Đây, chị chạy chị đâu đây? Chị đâu? Trời ơi, chết rồi. Cảm ơn. Cô Đồng, giờ tụi em bên phía bên hàng xóm chia sẻ một cái cô Đồng rất là... Cô Đồng này rất là linh thiêng nha bà con. Là đang đi muốn giúp sức cho kiểu là đi tìm bằng chứng không? Tìm cái bao không? Ừ, đi cầu gọi là cầu cho chị sớm siêu thoát. Có ai bỏ chị vô cái bao hay không? Chị ơi, có ai bỏ chị vô cái bao không? Chị không biết đang bị đạp xuống. Bị đạp xuống rồi. Nhớ ai đó đạp ta xuống. Không biết lúc nãy cầu nãy kêu cô Đồng tới nhưng mà bây giờ để cho cầu cho cô chị Hà sớm siêu thoát mà bây giờ chị Hà nhập vô luôn rồi. Ai đạp ta xuống. Sau đó là ta nói cứu thì họ chỉ cười. Họ chỉ cười thôi. Đúng rồi chị đã đúng rồi bà con. Vậy là ông kê cái đứng ở trên đó và cười không cứu. Họ nói là chết rồi. Họ nói người đang chết, tiền ta thuộc về ta hết, nhà cửa thì thuộc về ta hết, chỉ nghe vậy thôi. Rồi vậy là khả năng cao là đã gọi là thủ tiêu để mà lấy tiền đi chơi gái cho con vợ bé. Con vợ bé có vợ bé không chị? Hình như là ông có vợ bé. Nhập chị ghen không quá. Không phải vợ mà một người phụ nữ nào đó chết ở không? Trong nhà ta đã thấy ở trong nhà cùng người đó. Hỏi chị coi cái vòng vàng lúc mà chị đeo á, lúc mà xong rồi người ta ai gỡ của chị đi lúc mà chị Hà nằm xuống, chị xuống dưới sông sông này thì vòng vàng chị còn đeo không hay là bị lột hết rồi? Tôi thấy không biết, đang hỏi ta không hỏi biết coi. Nhưng chết rồi. Hỏi ta chỉ nhớ là mình rất là giàu. Nhưng mà người đàn ông đó đạp rồi giật rồi lột sạch cái giờ bây giờ ta chỉ biết ta rất vậy lạnh. Là khả năng cao là đã lấy số tiền đó để mà đi cho gái đây. Ta lạnh, rất lạnh, thả mạng nữa đây. Làm hơn thả mạng đây. Vâng.